Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. 22 tháng 7, ngày đầu tiên thí sinh cả nước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Hành vi không phân loại rác tại nguồn vẫn chưa bị xử phạt vào ngày 25 tháng 8. Bắt tạm giam hai nghi phạm dùng sơn tạc nhà dân đòi nợ thuê. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khoảng thời gian này, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Đây là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc đăng ký được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Quy chế cũng quy định là các em phải đăng ký tất cả các phương thức xét tuyển, tất cả các cái nguyện vọng lên trên cổng của Bộ và chỉ có một cái nguyện vọng là được trúng tuyển thôi. Cho nên các em phải cân nhắc thật kỹ. Không nên đặt quá nhiều nguyện vọng. Đặc biệt là những cái nguyện vọng mà nó bị lệch nhau về những cái khối kiến thức khác nhau. Cũng một ngành đó thì có nhiều trường đào tạo để đăng ký vào các trường khác có mức điểm vừa phải và nó có phù hợp với cái năng lực cũng như cái nhu cầu của các bạn. Thí sinh cần phải ghi lại các cái thông tin mật khẩu và bảo mật vì chỉ được thực hiện một lần duy nhất và không được sửa đổi. Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2022, các thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi đề xuất lên Ủy ban Nhân dân thành phố để báo cáo Thủ tướng cùng các bộ ngành thống nhất phương án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lên 8 làn. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hiện có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp tốc độ 100 km/h. Theo Sở Giao thông Vận tải, sau hơn 10 năm hoạt động, tuyến đường đã bị quá tải do lưu lượng xe tăng cao, thường ùn tắc các dịp cuối tuần, lễ Tết. Khi được mở rộng, tuyến đường sẽ có 8 làn ô tô, 2 làn dừng khẩn cấp, xe có thể chạy với vận tốc 120 km/h. Do mặt bằng đã giải phóng xong từ giai đoạn trước, nên việc mở rộng cao tốc được đánh giá sẽ thuận lợi. Dự kiến dự án mở rộng tuyến đường thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP giao một địa phương có cao tốc đi qua chủ trì thực hiện. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thu phí từ năm 2011 đến cuối năm 2018. Sau khi dừng thu từ đầu năm 2019, lượng xe trên tuyến tăng đột biến, cao điểm trên 51.000 xe mỗi ngày đêm, dẫn đến mặt đường bị hư hỏng. Tình trạng xe chạy vào làn khẩn cấp, người dân phá rào vào cao tốc bắt xe diễn ra thường xuyên. Mạo danh chủ đầu tư, vẽ dự án ảo để bán là những chiêu trò lừa đảo đã có từ lâu. Tuy nhiên hiện nay thì xuất hiện thêm hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi hơn, khiến cho nhà đầu tư tiền mất tật mang. Doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn để khơi dậy niềm tin của thị trường. Thị trường còn ghi nhận trường hợp lấy danh nghĩa nhân viên công ty đứng ra ký hợp đồng, nhận đặt cọc lừa đảo khách hàng. Mặc dù đã đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn bị xâm hại. Nguyên nhân bởi các doanh nghiệp này lập dự án hoặc tên công ty gần giống hoặc na ná tên một doanh nghiệp lớn và logo cũng chỉ khác vài nét nhỏ so với logo của doanh nghiệp uy tín. Thường đối với lại người mua thì họ dễ bị rơi vào câu chuyện đó là họ tin vào sản phẩm tốt mà giá rẻ. Đây là một trong những vấn đề mà các cái nhà người mua cũng như là các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam thường xuyên gặp phải. Từ tháng 6 cho đến tháng 12 thì thời điểm mà thị trường sẽ khá là sôi động hàng năm. Cũng hy vọng là những cái điều hướng của chính sách của nhà nước á. Thứ nhất là nó lành mạnh hóa được, nhưng mà thứ hai là cũng phải nó tạo được một cái tâm lý, cái định hướng rõ ràng. Cần có giải pháp mạnh tay là mong mỏi chung của các chủ đầu tư lớn, các thương hiệu bất động sản uy tín khi liên tục bị nhái hay bị mạo danh để quảng cáo các sản phẩm đất nền giá rẻ, pháp lý không đầy đủ. Năm 2021, hệ thống hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành lần lượt được khởi công. Theo kế hoạch vào cuối năm, công trình, đặc biệt là các trường học sẽ hoàn thành đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên thì đến nay, 9 trên 11 công trình xã hội vẫn dở dang, ngưng trệ. Trường mầm non số 1 khởi công và dự kiến hoàn thành sau khoảng 8 tháng thi công. Song đến nay, trường vẫn bộn bề dở dang. Còn tại công trình trường mầm non số 4 được thi công thì chỉ hoạt động cầm chừng với hơn 10 công nhân đang làm việc. Sắt thép thì cũng tăng khoảng tầm hơn 30%, nhôm thì cũng gần 40%.
việc thanh toán hay là vay vốn của công ty để phục vụ công trình rất là khó khăn. Tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, chỉ có 2 trên 11 công trình xã hội được bàn giao. Việc các công trình, nhất là các trường học chậm hoàn thành, buộc chính quyền phải lên phương án bố trí chỗ học cho hàng trăm học sinh là con em người dân chuyển đến sinh sống trong khu tái định cư. Long Thành sẽ đáp ứng đủ được cái số trường lớp để cho các em học sinh này thực hiện đi học trong cái năm học mới. Việc chậm xây dựng công trình xã hội, đặc biệt là trường học, sẽ gây khó khăn cho rất nhiều học sinh và phụ huynh. Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 8 tới đây. Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường khẳng định hành vi không phân loại rác tại nguồn vẫn chưa bị xử phạt. Theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, 25 tháng 8 tới chỉ là thời điểm nghị định có hiệu lực, chứ không phải thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Đơn vị này đang chuẩn bị lấy ý kiến của các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt, căn cứ điều kiện thực tế về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xử lý rác ở địa phương để ban hành hướng dẫn về phân loại rác thải chi tiết. Khoảng 7 điều 79 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Luật cho 3 năm để các địa phương triển khai áp dụng chế tài này. Còn theo Nghị định 45, hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ đầu nguồn sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các tổ chức, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sẽ chịu mức phạt 20 đến 25 triệu đồng. Hạt Kiểm lâm Đà Lạt hôm nay tiếp tục với các cơ quan chức năng xác minh hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ bao chiếm đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 155, lâm phần nằm trên địa bàn phường 11, thành phố Đà Lạt do Học viện Lục quân quản lý. Năm đối tượng đang thực hiện hành vi bao chiếm đất rừng trái phép thì bị bắt quả tang, khai nhận với cơ quan chức năng. Giang Mí Say, Mua Mí Nô, Dư Thị Chở, Ly Thị Máy, thường trú tại tỉnh Hà Giang cho biết, được ông Trần Vũ Nguyên, ngụ tại thành phố Đà Lạt, thuê dùng cuốc san gạt đất, mở đường rộng 1,5 m và 150 m. Tại hiện trường, ông Nguyên cho biết được ông Sang Vũ Hiền, ngụ thành phố Đà Lạt, nhờ thuê người dọc cuốc đường bên cạnh khu đất 1.500 m này. Tuy nhiên, tại thời điểm lập biên bản hiện trường, ông Nguyên chưa trình được các loại giấy tờ chứng từ hợp pháp liên quan đến khu đất, cũng như việc ông Hiền nhờ thuê người. Liên quan đến vụ việc tu sĩ Thích Minh Pháp ở chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi tà dâm, chiều qua Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông tin chính thức. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Trước mắt, do tu sĩ Thích Minh Pháp trụ trì chùa Biện Sơn là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Lạc, nên huyện ủy Yên Lạc đã họp và có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Lạc. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tiếp theo trong chương trình, Mỹ phát hiện ca bệnh bại liệt đầu tiên trong gần một thập kỷ qua. Nắng nóng khiến nhiệt độ đạt đỉnh ở nhiều nơi trên thế giới. Hai phi hành gia hôm thứ Năm đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua một nỗ lực chung châu Âu-Nga diễn ra. Samantha Cristoforetti, phi hành gia người Italia thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu và nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Artemyev, dự kiến sẽ làm việc khoảng 7 giờ để lắp đặt một cánh tay robot dài gần 11 mét trên một trong các module của trạm vũ trụ. Đi bộ ngoài không gian đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trên ISS, nhưng thường sẽ do hai phi hành gia Mỹ, châu Âu hoặc do hai người Nga cùng thực hiện. Chuyến đi bộ của Cristoforetti và Artemyev diễn ra khi căng thẳng giữa Nga và Mỹ gia tăng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù NASA nhiều lần nói rằng cuộc xung đột không ảnh hưởng đến sự hợp tác trong không gian. Cánh tay robot mới này sẽ là cánh tay duy nhất có khả năng tiếp cận mô đun phòng thí nghiệm đa năng mới của Nga, được gọi là Nauka. Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm 21 tháng 7 đã thông qua dự luật bảo vệ quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ bỏ phiếu là 228-195, trong đó tất cả 220 đảng viên Dân Chủ và 8 trong số 211 đảng viên Cộng Hòa ủng hộ. Dự luật sẽ tạo ra quyền liên bang cho phép mọi người tiếp cận các biện pháp tránh thai.
và các bác sĩ dược sĩ được cung cấp các biện pháp này. Theo diện Goodmacher, một nhóm vận động quyền phá thai, các biện pháp tránh thai được 88% phụ nữ Mỹ trong độ tuổi sinh sản sử dụng. Trước đó, một số cơ quan lập pháp tiểu bang đã đưa ra các luật hạn chế quyền tiếp cận với các biện pháp tránh thai, mặc dù chưa được thông qua. Ngoài ra, 12 bang cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ chối các biện pháp tránh thai. Nghị sĩ Cộng hòa Michael Burgess của bang Texas đã chỉ trích động thái này của Hạ viện, gọi dự luật là không cần thiết và có khả năng gây nguy hiểm. Ông Burgess nói, các biện pháp tránh thai được định nghĩa rộng đến mức nó có thể bao gồm các biện pháp không được FDA chấp thuận, từ đây dẫn đến việc phân phối các sản phẩm không an toàn. Hiện chưa rõ liệu dự luật này có được Thượng viện thông qua để Tổng thống Joe Biden ký thành luật hay không. Ngày 21 tháng 7, giới chức y tế bang New York, Mỹ thông báo đã ghi nhận một ca bệnh bại liệt tại vùng ngoại ô thành phố New York. Đây là ca bệnh bại liệt đầu tiên tại Mỹ trong gần một thập kỷ qua. Cơ quan y tế New York cho biết, bệnh nhân là một cư dân tại hạt Rockland, cách quận Manhattan 48 km về phía bắc. Giới chức y tế cho biết, ca bệnh mới ghi nhận là một trường hợp điển hình của tình trạng lây nhiễm từ một người đã được uống vaccine phòng bại liệt. Mỹ đã dừng lưu hành loại vaccine này từ năm 2000. Cơ quan y tế New York cho rằng virus có thể xuất phát từ một địa điểm bên ngoài nước Mỹ, nơi vẫn đang sử dụng vaccine trên. Giới chức y tế cảnh báo các cơ sở y tế thận trọng, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm phòng bại liệt nếu chưa từng tiêm chủng. Hồi tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới và các quan chức y tế Anh cho biết đã phát hiện một loại vaccine bại liệt có nguồn gốc từ vaccine trong các mẫu nước thải ở London. Đợt sóng nhiệt trên diện rộng ở châu Âu đang di chuyển dần sang hướng đông. Ba Lan và Slovenia phải ban bố các cảnh báo sóng nhiệt cao nhất. Các lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng bùng phát trên khắp lục địa già. Ba Lan đã ban hành cảnh báo thời tiết về nắng nóng trên hầu hết cả nước với nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Một đám cháy lớn đã bùng phát ở vùng Pomerania, miền Bắc vào hôm qua. Hơn 50 hecta đất đã cháy rụi. Miền đông Slovenia cũng ghi nhận các đám cháy rừng. Lính cứu hỏa, cảnh sát, quân đội và lực lượng phòng thủ dân sự đã được điều động. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ các máy bay từ Áo. Riêng tại Pháp, tính đến ngày 21 tháng 7, gần 21.000 hecta đất rừng bị thiêu rụi, khoảng 37.000 người phải sơ tán do cháy rừng bùng phát hôm 16 tháng 7 ở tỉnh Gironde. Ở bên kia địa cầu, hồ bơi, các đài phun nước, ăn kem hay đổ xô về các bãi biển là những cách người dân Mỹ đối phó với thời tiết nắng nóng gay gắt. Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia cho biết, nắng nóng trải khắp 28 bang, ảnh hưởng hơn 100 triệu người và dự kiến đạt kỷ lục vào cuối tuần tới. Các bang miền Trung và miền Nam còn có nắng nóng cực đoan với đỉnh nhiệt có nơi đạt 46 độ C. Tại châu Á, Trung Quốc cũng đang chờ đón làn sóng nhiệt khốc liệt dự kiến hoành hành ít nhất đến giữa tháng 8. Xe buýt điện được đưa vào hoạt động tại Chile với mong muốn tìm cách giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Quốc gia Nam Mỹ cũng nhắm đến đạt được các mục tiêu bảo vệ môi trường. Công ty Reborn Electric Motor ở thủ đô Santiago đặt mục tiêu sản xuất 200 chiếc xe buýt điện mỗi năm. Đây là nhà máy sản xuất xe buýt điện đầu tiên ở Chile và cả khu vực Mỹ Latin. Chúng tôi có thể sản xuất 200 xe buýt điện mỗi năm, giảm phát thải khoảng 65.000 tấn khí CO2, tương đương khả năng lọc khí CO2 của một khu rừng có diện tích 17 km2. Công ty hy vọng rằng có thể quảng bá nền công nghiệp không khí thải này rộng rãi khắp nơi, góp phần ngăn chặn ô nhiễm không khí. Bộ Môi trường Chile đang đưa ra một đạo luật mới. Theo đó, nước này cam kết sẽ không phát thải ròng khí carbon vào năm 2050. Lễ hội hóa trang Comic-Con vừa quay trở lại thành phố San Diego, bang California, nước Mỹ sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh. Tất cả những người tham gia sự kiện đều được yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính. Sự kiện khai mạc vào hôm thứ Năm thu hút đông đảo người hâm mộ từ khắp nước Mỹ và cả các quốc gia láng giềng. Tôi cũng hơi lo, nhưng có vẻ như ban tổ chức đang làm tốt công việc của họ. Thật là vui khi được ở đây gặp gỡ những người có cùng sở thích với mình. Lần cuối tôi đến đây là năm 2019. Thật là vui khi được quay trở lại. Đây là nơi duy nhất mà tất cả bạn bè của tôi từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại. Bên cạnh hóa trang, Comic-Con San Diego còn mang đến các không gian trải nghiệm độc đáo do các xưởng phim dựng nên. Các hãng phim cũng nhân cơ hội này để thông báo về các dự án sắp tới của họ. Sự kiện kéo dài đến Chủ nhật này, 24 tháng 7. Trong phần sau, bắt giữ hai đối tượng trộm xe ô tô có biểu hiện ngáo đá. Xưởng gỗ ván ép, bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng Kiều Nguyễn Việt Ân sinh năm 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang và Phạm Lê Minh Thiện sinh năm 2000, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo đó, hai đương sự này được các đối tượng cho vay nặng lãi thuê tạc sơn vào một căn nhà trên tỉnh Lộ 10, khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 1 triệu đồng một lần. Hành vi này được chúng liên tiếp thực hiện trong 3 ngày khác nhau. Tuy nhiên, đến lần thứ 3, Ân và Thiện đã bị lực lượng tuần tra công an quận Bình Tân phát hiện, truy đuổi bắt giữ khi đang bỏ trốn. Xác định ban đầu, trị giá tài sản thiệt hại là hơn 5 triệu đồng và nạn nhân là người thân của người vay nợ các đối tượng tín dụng đen. Đương sự Thiện và Ân không có nơi cư trú cố định, chưa có tiền án tiền sự, dương tính với ma túy, đối diện mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Trưa nay, Trạm Cảnh sát Giao thông Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh chuyển giao phương tiện và hai đối tượng trộm xe ô tô cho Công an thành phố Tây Ninh để điều tra xử lý. Trước đó vào đêm qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Trảng Bàng nhận được tin báo của người dân có đối tượng vừa trộm xe ô tô và đang chạy trên quốc lộ 22B hướng từ thành phố Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh. Sau một đêm điều động lực lượng truy vết, bố trí chốt chặn, đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, tại chốt kiểm tra khu vực Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trảng Bàng phát hiện chặn giữ xe ô tô bị mất trộm. Lúc này trên xe có hai người đàn ông có biểu hiện ngáo đá. Qua kiểm tra nhanh, cả hai người này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Người điều khiển xe khai tên Nguyễn Trường Thi, sinh năm 1983, ngụ thành phố Tây Ninh. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài để điều tra làm rõ một vụ rơi lầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước khiến một người tử vong. Nạn nhân 35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, đang điều trị tại đây. Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, một số bệnh nhân sau khi nghe tiếng động lớn tại khu vực giếng trời lầu 5, khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện, đã phát hiện nạn nhân nằm bất động. Anh nhanh chóng được đưa vào cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Theo tìm hiểu, nạn nhân bị bệnh viêm ruột thừa, điều trị tại lầu 6 của bệnh viện được vài ngày nay. Đầu giờ chiều nay, một vụ va chạm giữa xe ô tô tải và xe đầu kéo xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sự cố không gây thương vong về người. Theo người dân chứng kiến, khoảng 13 giờ, xe ô tô tải do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Xe đi vào tuyến tránh Cai Lậy, vừa qua cầu Bình Phú, thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ móc chạy theo hướng ngược lại. Tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng cả hai phương tiện đều bị hư hỏng phần đầu, nằm chắn gần hết đường, khiến giao thông ùn ứ. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Di chuyển với tốc độ cao trên đường, xe ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè tông nhiều xe máy, rồi tông làm bật gốc cây xanh, hai người bị thương trong tai nạn trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 25 phút chiều qua, xe ô tô mang biển kiểm soát 64A01488 với một nam tài xế chưa rõ họ tên, lưu thông với tốc độ cao trên đường Phạm Thái Bường, phường 4, hướng vào trung tâm thành phố Vĩnh Long. Khi xe đến trước số nhà 21B thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng một xe máy và một cây xanh. Vòng gạch bảo vệ cây xanh văng trúng làm một người phụ nữ ngồi gần đó bị thương. Cây xanh bật gốc, xe ô tô xoay 180 độ, hư hỏng rất nặng phần đầu, bùng túi khí. Tài xế được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và cho biết người này có biểu hiện say xỉn. Công an thành phố Vĩnh Long đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc. Vào chiều qua, một vụ xe ô tô điên cũng xảy ra tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo một số nhân chứng, ô tô mang biển kiểm soát 52Z1715 chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông đến phần đường giao nhau với đường Hùng Vương thì bất ngờ tăng tốc độ, vượt qua giải phân cách cứng, đâm vào chiếc xe máy đậu trước vỉa hè trước khi tông thẳng vào tiệm làm tóc bên kia đường. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ nằm lọt vào trong tiệm tóc, biến dạng phần đầu, chiếc xe máy bị đè dưới gầm trước ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhân viên tiệm tóc đã về nên không xảy ra thương vong. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đêm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà trên đường Triều Dương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo lời kể của người dân, thì vào khoảng 23 giờ 30 phút, mọi người phát hiện khói đen bốc lên từ một căn nhà và chỉ sau vài phút, ngọn lửa bắt đầu bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng sang các nhà lân cận. Nhận tin báo, thành phố Móng Cái đã huy động nhiều đơn vị vũ trang, công an các phường trên địa bàn cùng lực lượng chữa cháy khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái đến hiện trường. Nhiều xe cứu hỏa, xe cấp nước, xe rửa đường của thành phố cũng được điều động tham gia chữa cháy.
lực lượng chữa cháy phải sử dụng cả máy xúc để phá cửa và máy tôn để dập lửa. Đến khoảng 3 giờ sáng nay, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không xảy ra thương vong. Nguyên nhân gây cháy và thống kê thiệt hại đang được điều tra làm rõ. Một xưởng gỗ ván ép tại Nhân Trạch, Đồng Nai đã bốc cháy dữ dội vào trưa ngày 22 tháng 7, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa trên đường 25D, xã Long Thọ. Thời điểm trên, xưởng gỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều người hoảng sợ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều khoảng 7 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo ghi nhận, nhà xưởng ván ép rộng khoảng 200m², cháy lớn, khiến hai cơ sở kinh doanh sát bên cũng bị cháy lan. Nhiều vật dụng bị hư hỏng, gỗ ván ép có dấu hiệu bị cháy rụi. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, thống kê. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.